Mà chúng ta học sang một cái phần cái chương cuối là nói về cái chức năng pen, tức là cái chức năng mà chúng ta có thể tức là chúng ta có công cụ pen này, chúng ta đưa vào và sau đó nó hiện lên ra các cái chức năng này. Đây là chức năng cho phép là vẽ. Đấy. Đây là một chức năng rất là quan trọng nhé, của Scratch. Thì chức năng này là cái gì? Nó giúp chúng ta có thể vẽ được trên màn hình bằng cách chúng ta là di chuyển các cái nhân vật. Thì nhân vật khi chúng ta khi di chuyển ấy thì nó để lại, nó vẽ ra thành một cái đường vẽ ở trên màn hình. Như vậy là bằng cách là chúng ta di chuyển các con vật, nhân vật ở trên màn hình thì chúng ta sẽ tạo ra được các hình vẽ. Thì chức năng này là có chức năng vẽ, và cái bản thân cái tính năng, cái chức năng vẽ là một trong những cái dạng bài tập rất hay có nhất ở trong tất cả các cuộc thi liên quan đến Scratch nhé. Rồi thì chúng ta chỉ cần học thuộc lòng những lệnh này thôi mà chúng ta học cái cách vẽ. Thì bản thân chất chất cái việc vẽ là gì? Là chúng ta điều khiển nhân vật thôi, nó di chuyển theo cái định hướng mà chúng ta muốn vẽ, thế thôi, bản chất như vậy thôi. Nhưng mà nó rất hay là vì nó hình vẽ nó rất đa dạng. Thì cái bài này là bài mà tôi muốn giới thiệu nhanh với các bạn cái chức năng vẽ đó, mà chỉ giới thiệu một cách là mức độ đơn giản thôi, chứ không có điều kiện để trình bày một cách là nâng cao. Thì cái phần nâng cao của chức năng vẽ thì sẽ ở trong các cái lớp mà lớp sau nhé. Thì tôi nói qua một số lệnh của nó này. Thì đối với nhân vật vẽ đấy thì nó có những lệnh, nó có những cái lớp với chức năng pen ấy, thì nó có cái lệnh sau đây. Lệnh là erase all là cái lệnh là xóa toàn bộ màn hình đi. Lệnh lệnh hạ bút này là pen down này, lệnh pen up là lệnh nâng bút. Như vậy chỉ khi mà ở chức năng là pen down thì chúng ta mới vẽ được. Còn nó chức năng mà nếu mà nó là pen up chúng ta không vẽ được. Đó. Còn đây là chức năng là đặt màu cho bút. Đây là đặt màu cho bút đây nhé. Chúng ta bấm vào đây thì chúng ta có thể chọn được màu của bút. Ví dụ tôi đặt màu là màu đỏ chẳng hạn. Ví dụ như vậy nhé. Đó. Đây là chức năng là đặt kia kích thước của bút. Của bút vẽ. Thì mặc định nó là một cái điểm ở trên màn hình. Còn đây là cái chức năng rất quan trọng là chức năng là nó giúp khi mà chức năng thực hiện thì cái như vậy này, nó sẽ vẽ cho màn hình một cái hình, một cái lệnh như này đấy, thì nó sẽ tô lại cái hình con vật ở trên màn hình. Thì chức năng stem này là rất hay luôn, nó giúp chúng ta có thể vẽ rất nhiều hình đa dạng ở trên màn hình nhé. Đó, thì đây là chúng ta nhận đây con mèo, đây là con mèo thật nhé. Còn đây là hình vẽ của nó này, đây, hình vẽ này đó, tôi xóa này đó, bấm để vẽ này đấy, thế không nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một số bài tập đơn giản nhé. Đầu tiên là tôi sẽ mô tả các bạn cái chức năng vẽ này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta cho con mèo này chuyển động trên màn hình với cái vận tốc, với cái hướng ngẫu nhiên. Và khi di chuyển, ấy, khi gặp cạnh thì nó sẽ gặp cạnh thì nó sẽ bật lại. Chúng ta thử nhé, một cái lệnh bình thường ta đã học rồi nhé. Đây, chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta sẽ đặt cho con mèo một cái hướng ngẫu, một cái hướng là ban đầu là cái hướng là ngẫu nhiên đó, ngẫu nhiên nhé. Đây, đặt chế độ này, đặt lệnh này, nó là mèo sẽ chỉ về một cái hướng ngẫu nhiên ở trên màn hình nhé. Chỗ đây là 360 này đó, và sau đó cho mèo liên tục di chuyển trên màn hình, di chuyển theo hướng ngẫu nhiên này. Các bạn thì quay lại, chúng ta đưa vào một cái vòng lặp mà vô hạn. Đây, forever đây nhé. Và cho mèo di chuyển về phía trước, ví dụ là 10 bước này. Góc cạnh thì quay lại này. Đây, góc cái lệnh này là góc cạnh thì quay lại nhé. Đây. Đây. Đấy chưa? Đấy, mèo nó chuyển như này này. Đó. Thì bình thường khi mặc định thì chúng ta vào chương trình thì chúng ta ở trong chế độ là mèo nó không vẽ ra trên màn hình. Nhưng nếu chúng ta đưa cái nhóm lệnh pen này vào thì chúng ta có thể đặt chế độ là hạ bút thì mèo nó sẽ vẽ. Chúng ta thử lại nhé. Đây, bấm vào đây này. Rồi chúng ta đặt chế độ là hạ bút đây này, vào chỗ đầu tiên này đó, hạ bút đây, giống như là pen up pen down. Pen down là cái lệnh này nhé. Đây, pen down này đó, thì khi đó mèo nó sẽ di chuyển trên màn hình và đi tới đâu và nó vẽ tới đó. Chúng ta thử nhé. Đây này, nó sẽ vẽ ra cái đường trên màn hình này là như vậy. Vậy là chế độ vẽ là như vậy. Con vật khi di chuyển thì nó sẽ vẽ ra. Mà các bạn chú ý là vẽ ở đâu?
nó vẽ từ vị trí tâm của con vật đó nhé. Vật đó có đường nó có rất rất lớn thì cái vị trí mà cái đường vẽ là cái đường nó đi qua tâm tâm của cái nhân vật đó. Đó thì đó là lệnh vẽ nhé. Đấy. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên lệnh vẽ này chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập mà từ dễ đến 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 phức tạp nhé. Thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ chúng ta cùng nhau làm một cái lệnh sau đây, một cái trình trước khi làm lệnh vẽ đấy. Chúng ta dùng lệnh stem và chúng ta sẽ tạo ra được một cái cho phần mềm tự động vẽ một cái phong cảnh cảnh các con vật ở trong rừng nhé, rất là hay. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nối lại này, chúng ta sẽ new một cái chương trình này. Chúng ta sẽ viết một chương trình là phần mềm tự động vẽ các con vật trong rừng, coi tự động vẽ cho mình một cái hình ảnh đa dạng như vậy. Chúng ta làm thử nhé. Cái lệnh này là cái chương trình này là chương trình dựa trên cái lệnh stem, lệnh là vẽ, là lệnh là vẽ bản thân nhân vật đó trên màn hình. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta con vật của chúng ta đây, chúng ta đặt tên là con vật nhé, con vật này. Đặt tên là con vật nhé. Và bây giờ các bạn vào vào trang phục và chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta xóa đi con vật thứ hai này và các bạn đưa vào màn hình cho tôi thêm khoảng là 5 năm con nữa đi, 5 con vật nữa nhé. 7 con đi, thành 8 con vật. Đây là con đầu tiên là con mèo này. Con thứ hai này. Con vật thứ hai chúng ta đưa ra, ví dụ con vật thứ hai là con bướm chẳng hạn đấy. Con vật thứ ba bấm vào đây thành cái trang phục của nhân vật đó. Con vật thứ ba là con gà con đấy, đúng không nào. Con vật thứ tư là chúng ta chọn nó là con gì, đây là một tí nhé. Đấy, con chó đi, con chó này nhé. Đấy, đây là 1 2 3 4 rồi. Con vật thứ năm làm 6 con đi. Con vật thứ năm là con đây, hươu cao cổ nhé, con này nhận đó. 1 2 3 4 5 chúng ta cho thành con vật thứ 6. Chúng ta cho con voi hay con hổ đi cho nó hay một tí nhé. Đấy. Con ngựa cũng được. Ngựa nhé. Đó. Đấy nhưng mà con vật chúng ta là có là con mèo là một này, con bướm là hai này, con gà con là ba này, con chó là bốn này, con hươu cao cổ là năm này, con ngựa là sáu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cái bức tranh trên màn hình và có cái vật này nó hiện ra một cách ngẫu nhiên từng con một ngẫu nhiên trên màn hình để vẽ thử nhé. Chúng ta dùng lệnh stem để chúng ta vẽ rất là hay. Bây giờ ta làm thử như sau nhé. Lệnh stem là lệnh mà nhân vật đó có thể ẩn đi vẫn được, nhưng mà chính ẩn đi cũng được. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta chọn một sân khấu cho đẹp đi, chọn sân khấu đi, chọn cái nền sân khấu là một lệnh này. Là chọn nền các cảnh trong rừng đi cho nó đẹp, mà ta sẽ mô tả rừng mà đây đây nhé. Đây là hình ảnh cái khu rừng và chúng ta sẽ vẽ cái hình vật ở trên này nhé. Các bạn cùng tôi làm chương trình như vậy nhé. Bắt đầu nào, các bạn đây này nhé. Thì làm như sau đây, chúng ta lần lượt là cho một cái biến ca chạy từ một cho đến cuối cùng của các con vật, sau chúng ta lần lượt cho con vật này đổi thành các nhân vật đó. Và chúng ta dùng lệnh là stem để in ra trên màn hình và cho nó cho vị trí ngẫu nhiên trên màn hình thì nó tạo ra được một cái hình ảnh rất là hay, là có con vật hiện ra luôn trên màn hình. Được chưa? Chúng làm thử nhé. Đây thì đầu tiên là con vật chính ý, chúng ta cho ẩn đi, không cần thiết phải hiện liên hệ lên màn hình nữa, chúng ta ẩn con nhân vật chính đi. Nhân vật ẩn đi rồi thì vẫn có thể khả năng là vẽ được nhé. Đây, ẩn đi vẫn 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 được. Rồi chúng ta sẽ làm thử này. Chúng ta làm như sau, rất đơn giản thôi. Chúng ta cho con vật thì chúng ta là có tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 8 là 6 là 6 là 6 cái là 6 trang phục đúng không? Chúng ta lặp làm 6 lần. Chúng ta dùng lệnh repeat 6 lần nhé, 6 lần. Đấy. Được chưa? Thực ra là không cần, thật ra là 6 lần nhé. Con vật đầu tiên chúng ta cho nó này, chúng ta không cần tiếp tục biến nữa. Chúng ta đầu tiên chúng ta cho nhân vật đầu tiên là ghi về custom 1 tức là con mèo đấy, đúng không? Con mèo nhé. Mèo này.
cho để ở đây này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ hiện cho con vật này di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên dùng lệnh stem, sau đó là chuyển sang cái trang phục tiếp theo. Như vậy thôi. Chúng ta làm thử nhé. Đây. Đây này, lặp 6 lần này. Mỗi con vật như vậy, chúng ta làm sao chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là go to đến một vị trí là ngẫu nhiên, random position là ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta vào lệnh pen, nhóm pen chúng ta dùng lệnh là stem, là lệnh là in con vật đó ra màn hình. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái trang phục tiếp theo. Đó. Thì sau 6 lần thì vừa vặn là trên màn hình đã hiện ra đủ quả 6 con với vị trí là ngẫu nhiên trên màn hình và tạo ra một cái bức tranh rất đẹp trên màn hình. Chúng ta chạy thử nhé, đây này. Đấy. Đây là một hình ảnh một bức tranh đúng không? Đấy, nó hơi xấu một tí, lại chạy lại thôi, lại ra này, chạy lại này. À, chúng ta quên mất còn một câu lệnh là xóa màn hình đã. Chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải xóa màn hình trước này. Đấy. Chúng ta để cái 2 về trên và chúng ta xóa. Đó. Làm lại nhé này. Đấy, uốn ra ngoài này. Đấy. Rất là khác nhau đúng không nào? Đấy. Nhưng mà của chúng ta là di chuyển ngẫu nhiên và nhưng mà chúng ta tạo ra được một cái hình ảnh, tạo ra một cái bức tranh ngẫu nhiên các vật ở trên màn hình. Đấy. Nhá, đây là cái bài đầu tiên đơn giản và dùng cái lệnh stem rất là hay nhé. Giờ bây giờ tôi ghi ra thành cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Bài đầu tiên là bài nào, chúng ta ghi ra cái thư mục của chúng ta nhé. Đây. Hôm nay là bài 11 đúng không? Đây là vẽ các con vật. Vẽ các con vật. Trong rừng nhé. Đây. Đây là ứng dụng đầu tiên. Áp dụng cái lệnh vẽ là lệnh stem nhé. Tôi xem stem tiếng Anh là cái gì nhé, tiếng Việt là cái gì nhé. Tôi chuyển sang tiếng Việt cho chúng ta khỏi lẫn lộn những tiếng Việt này. Lệnh stem là lệnh là in hình. Lệnh đặt tên là in hình. Đây này. Lệnh là đặt bút này, nhắc bút này, in hình. Lệnh là in hình con vật ở trên màn hình. Thì nó gọi lại lệnh là lệnh stem, nghĩa in hình nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Chúng ta sẽ tập vẽ hình vuông nhé. Và sau đó chúng ta sẽ học vẽ tổng quát, vẽ một cái lưới trên màn hình. Thì chúng ta vẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau học phần thứ hai là vẽ hình vuông trước này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái lưới trên màn hình thì ra làm sao. Đây, bây giờ tôi sẽ new một chương trình mới nhé. Ta sửa ở đây đi. Thì cách làm chúng ta như sau, chúng ta chỉ việc cho con vật này đi về phía trước một cái khoảng cách là D, sau đó thì là muốn vẽ hình vuông chúng ta rẽ trái một đoạn là D nữa và quay trái 90 độ và làm như vậy là 4 lần thì sẽ xong. Tôi làm thử các bạn xem nhé. Đây là một cái trình đơn giản vẽ một cái hình vuông cạnh D thì như sau này. Đây, bây giờ tôi bài thứ hai là vẽ hình vuông cạnh D nhé. Xuất phát từ vị trí bất kỳ trên màn hình. Và hình vuông đó là có cái hình vuông đó là có cái gì, có cái cạnh song song với hình song song với cái màn hình sân khấu nhé. Rồi làm như sau này. Bây giờ chúng ta tạo một tổng quát, chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là D đi, có tên là D nhé, để cho chúng ta dễ kiểm soát. D là cái chiều dài của cái đây là chiều dài của hình vuông đó, D đây nhé. Còn cái biến của tôi xóa đi này. Và làm thử nhé. Bắt đầu từ vị trí nào đó ở trên màn hình nhé. Rồi. Thì làm như sau này. Tôi vào đây nhé. Và tôi đặt như sau này. Các bạn chú ý nhé. Đầu tiên là khi mà vẽ hình ấy. Thì được tôi và thông thường cái nhân vật đóng vào chỗ là bút ấy. Thì tôi cho nó ẩn đi. Thông thường là cho nó ẩn đi. Nhé. Đây, làm thử các bạn xem nhé. Đây, bút vẽ này. Đầu tiên là xóa tất cả đi, xóa tất cả hình cũ đi này. Đó. Sau đó tôi đặt cái biến D
là cạnh của hình vuông là bao nhiêu, chúng ta đặt là 100 chẳng hạn. Chúng ta sẽ vẽ cái hình vuông là cạnh bằng 100. Được chưa? Rồi, nhưng bắt đầu từ đây nhá. Đấy. À, tôi sẽ cho cái con vật chúng ta là hướng về bên phải. Hướng bên phải nhé. Đó. Hướng bên phải nhá. Rồi. Thì phải vẽ vuông như sau này. Các bạn chú ý xem con quan sát vẽ vuông chúng ta chỉ việc gì lặp 4 lần. Đó. Lặp 4 lần nhé. Đúng 4 lần. Sau đó là như sau, sau là đi về phía trước, di chuyển về phía trước một đoạn đúng bằng D. Đúng bằng D. Và sau đó là xoay trái 90 độ. Xoay trái 90 độ. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình mà vẽ hình vuông đây. Mà chúng ta muốn vẽ chúng ta phải đặt chế độ là gì? Đặt chế độ là hạ bút trước đó. Đặt bút, hạ bút đây nhé. Và vẽ xong thì chúng ta nhấc bút lên. Đó. Thì đây chính là cái lệnh là xuất phát từ vị trí hiện thời vẽ hình vuông song song với màn hình với sân khấu có cạnh là 100. Chúng ta sẽ quan sát thử nhé. Đây này. Đấy, nó vẽ rồi thấy không nào? Hình vuông đây nhé. Đó. Chúng ta muốn cho con mèo nó ẩn đi, tôi làm như sau. Chúng ta sẽ đưa vào đây cái lệnh cho ẩn con mèo đi, đỡ phải đấy, đỡ phải quan sát. Đó. Trở lại nhé. Đó. Thấy không nào? Như vậy là cái hình vuông là như vậy nhé. Rồi bây giờ đây là bài này mình tôi lưu lại cái bài số 2 là bài là vẽ hình vuông nhé. Bài 2 là vẽ hình vuông. Đơn giản. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ tổng quát lên nhé. Tổng quát lên. Bây giờ tôi bài tập của tôi là tôi vẽ một cái bàn cờ. Bàn cờ có kích thước là 8x8. Được chưa? Và một cái ô như vậy. Chiều rộng của cái màn hình này là 360. 360 mà chia 8 thì làm 40, đúng không nào? 48 32 là 360 chia 8 sẽ là bao nhiêu nhỉ? 360 không đâu, và tức là 40 mà chia 8 thì là 320, như vậy là chiều rộng của nó là 40 nhé. Đó. Chúng ta vẽ một cái bàn cờ có cái bàn cờ chúng ta chú ý này. Chúng ta vẽ một cái bàn cờ 8x8 này, một cái bàn cái hình ô vuông 8x8 này, mỗi một ô vuông như vậy là có cái cạnh D là bằng 40 nhé, 48 là 320. Như vậy hình chúng ta tôi muốn căn vào giữa của cái căn vào giữa của cái màn hình thì làm như nào? Đấy. Thì nó làm 320 mà cho nên sẽ ra là ở phần trên và hai bên nó sẽ thừa ra. Thừa ra theo bao nhiêu chúng ta sẽ tính toán nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm lại bài tiếp theo này. Bài tiếp theo chúng ta vẽ một cái lưới ô vuông nhé. Ô vuông có lưới ô vuông là 8x8, được chưa? Mức cạnh ô vuông của chúng ta là bao nhiêu? Là có chiều cạnh ô vuông là có cái chiều dài cạnh ô vuông là 40 nhé. 40. Đó. Thì như vậy làm sao nhỉ? Bây chúng ta cùng tính toán nhé. Chiều rộng cái ô vuông cái hình nó sẽ là 320. 320 nhân 320 đúng không nào? Như vậy là chiều cao của nó, chiều cao là thừa ra là 40. Suy ra là chiều cao của nó ở trên nó phải hở ra là 20, ở dưới là hở 20. Được chưa? Còn được chưa nào? Hở là 20 là theo chiều cao. Còn chiều ngang của chúng ta là 480. Đúng không nào? 480 mà trừ đi 320 thì có phải còn lại là 160 không? Vậy cho là mỗi một chiều là thừa ra là 80. Đấy. Như vậy cái hình vuông của chúng ta là hình vuông nó nằm ở giữa màn hình. Và hai bên là thừa ra là 80, hay ở phía trên phía dưới là thừa ra 20. Đấy, chúng ta cùng nhau làm cái đó nhé. Vậy suy ra là cái chúng ta vẽ từ đỉnh dưới đi. Đỉnh trái dưới của nó sẽ bắt đầu từ đâu? Nó sẽ bắt đầu từ vị trí là như sau. Bắt đầu từ vị trí là từ
là chiều ngang là âm 240 và cộng với 80. Đúng không nào? Sẽ bằng là bao nhiêu? Sẽ bằng là âm 160. Đấy, âm 160. Còn vị trí Y cũng là âm 160. Đó. Giờ chúng ta làm như sau nhé. Đây, các bạn cùng nhau cùng tôi làm như này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Đây. Chúng ta làm tổng quát sau, nhưng mà bây giờ tôi làm cứng nữa nhá. Đây, tôi tạo cái biến nó có tên là này lỗi. Tạo cái biến là cái cạnh của hình vuông đi. Tạo cái biến có tên là tạo cái biến là nó là D đi nhé, D. Đấy, D đi. Sau này chúng ta sẽ tổng quát sau nhé. Rồi. D đi nhé, rồi tôi làm thử này. Chúng ta bắt đầu làm thử những bạn cùng hát tôi làm nhé. Đây, bắt đầu nhé. Bắt đầu này. Chúng ta sẽ cho nhân vật ẩn đi này. Nhân vật là ẩn đi nhé. Ẩn đi này. Rồi. Chúng ta thiết lập cái D. D của chúng ta là bằng 40. Đây, chúng ta đặt cái 40. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta dùng sau đây chúng ta đặt là xóa tất cả này, xóa tất cả này, được không nhỉ? Và chúng ta là nâng bút lên đã. Nhấc bút đã, chúng ta chưa ấy vội. Chúng ta chưa chưa viết vội nhé. Đặt D là bằng là 40 này. Sau đó chúng ta sẽ go to đến vị trí, chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí gì? Vị trí là -160 -160 và bên này cũng là -160 nhé. Đấy. Đây là vị trí trái dưới của cây lưới, của cây lưới, đúng không? Rồi. Sau đó chúng ta bắt đầu vẽ. Và chúng ta bắt đầu vẽ nhé. À, chúng ta phải đặt hướng theo hướng là 90 độ đã. Vào đây chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta vẽ lần lượt là 8 cái hình vuông theo chiều ngang. Sau chúng ta sẽ nâng lên. Vẽ lần lượt các chiều ngang là 8 hình vuông. Ở phía dưới cùng là 8 hình vuông trước này. Xong cứ nâng lên dần nhé. Để tôi làm gọn xem thử nhé. Bắt đầu này. Chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ đặt chế độ là cho nó hạ bút nữa này. Đặt bút nhá. Đó. Rồi. Bây giờ làm như sau này. Đầu tiên tôi sẽ vẽ theo chiều ngang một hình vuông đã. Đây, tôi chúng ta nhớ lại nhé. Để vẽ một hình vuông tôi làm như thế này. Chúng ta vẽ 4 này. Để cho nhớ lại lúc nãy nhé. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bên phải một đoạn là D. D. Đấy. Sau đó là gì? Sau đó là quay trái 90 độ. Đây là cái đoạn chương trình dùng để đây quay trái 90 độ. 90 độ. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ đây là vẽ sau được một hình nhé. Bây giờ chúng ta vẽ 8 hình liền nhau cho làm như sau, chúng ta sẽ đưa cái này chúng ta đưa tất cả cái này vào một vòng lặp là 8. 8. Được chưa? Và chúng ta đưa cái này vào. Đó. Khi mà vẽ xong một hình nhé, xong một hình thì cái vị trí của bút sẽ về vị trí đầu, chúng ta phải di chuyển sang bên phải một đoạn bằng D nữa thì mới được, nhưng mà chúng ta sẽ thêm lên chúng ta sẽ thêm lệnh nữa, đây là move về bên phải một đoạn bằng D. Đấy. Đấy. Thì đoạn này này, cái đoạn này chính là cái đoạn là vẽ 8 hình vuông từ bên trái sang bên phải một hàng thôi. Chọn xem thử nhé, chạy trước bạn xem này. Đấy. Đây là cái đoạn chương trình là đoạn này này là vẽ cái hình hình này, vẽ cái 8 8 hình vuông này. Được chưa? Vẽ xong nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở đây nhé. Và chúng ta sẽ phải lùi lại. Đấy. Vẽ xong thì nó nằm ở chỗ này phải nằm đây chứ. Chúng ta sẽ phải lùi lại về đây cho chúng ta nâng lên một cái. Đấy, như cho lại nhé. Khi vẽ xong này chúng ta sẽ cho nó vẽ lùi lại, chúng ta sẽ lùi lại là bao nhiêu, chúng ta sẽ cho nó chúng ta sẽ cho nó di chuyển về bên trái một đoạn là bằng 320, chính là bằng d nhân với là 8 nhé. À, chỗ này phải là gì? Phải là như này, phải là nhân với, đây là chúng ta làm phép tính luôn nhé, phép nhân này. Đấy. Nhân là d lùi đi lùi đấy, đi lùi là d nhân với trừ 8. Tại lùi về đầu. Đấy. Được chưa? Lùi về đầu, sau đó chúng ta sẽ
di chuyển d bước nhé, quay lại 8 lần này. Đấy. Sau chúng ta sẽ lại nâng lên và là chạy lại cái vừa rồi thì làm như sao nhỉ? Đây tôi làm của các bạn xem nhé. Lại cái này là 8 lần nữa mà. Đấy, chúng ta cùng nhau làm thử cái này nhé. Những cái chỗ này này, cái chỗ này là cái chỗ đặt lại xong ta sẽ lại nhé. Chỗ này là chỗ mà ta vừa mới chạy. Đấy. Nó chính là cái này nhé. Đoạn này là đoạn đó này. Sau đó chúng ta sẽ phải lặp như vậy là 8 lần nữa. Chúng ta đi lên và lặp lại cái này là 8 lần nữa. Để chúng ta di chuyển về phía bên trái này. Sau đó chúng ta nâng lên một lần nữa, chúng ta sẽ dùng lệnh gì? Chúng ta sẽ di chuyển theo chiều cao đấy, theo trục y đấy, chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh là đây. Dùng cái lệnh là thay đổi y. Nâng lên y lên. Thay đổi y một đoạn là bằng D. Bằng D. Và lặp lại lần này. Và sẽ lại lặp lại 8 lần như vậy nữa. Đây, lặp lại là 8 lần. Nhé. Như vậy cả chỗ này này lại lại quay vào đây 8 lần nữa. Đó. Nhắc lại nhé, chơi thử chọn xem đúng rồi. Thử kiểm tra nào. 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Được chưa? Như vậy chúng ta vừa mới vẽ xong được cái lưới là 8 x 8 mà bắt đầu từ vị trí là -160 -160 là vị trí này. Nhắc lại nhé. Thì nhắc lại này thì nó gồm như sau này. Cái bên trong cùng này, đây là vẽ hình vuông này, một hình vuông này. Xong di chuyển phía D này để lặp lại 8 lần thì chính là vẽ một cái hàng ngang. Xong nó đi lùi lại và nhấc lên và đi lên. Và như vậy là 8 lần nữa thì ra vẽ 8 lần 8 vẽ 8 cái hàng ngang liền. Mỗi hàng ngang như vậy là 8 ô. Đó, thì đây là một cái loại chương trình tổng quát để vẽ cái lưới ô vuông 8 x 8 nhé. Rồi bây giờ tôi mới ghi ra này. Bài này là bài 3 nhé. Bài 3 là vẽ lưới ô vuông. Ô vuông 8 x 8. Đấy. Bạn thấy không? Nó hơi phức tạp một chút đấy. Nó hơi phức tạp một chút. Đây là cụ thể 8 x 8 nhưng mà các bạn có thể vẽ một cái vuông một lưới bất kỳ là n nhân n được. Mà đây chỉ là 8 x 8 thôi nhé. Điểm muốn sửa cái đây thành khác cũng được thôi. Sửa thành là 4 x 4 cũng được thôi, không có gì cả. Bây giờ sửa thành 4 x 4 x 4 nhé thì làm như sau này. Tôi sửa bài này là không phải là 8 x 8 mà là 4 x 4 thì như sau. Tôi sửa số 8 thành số 4 thôi. Đây là 4 này. Ở đây là 4 này. Là ra ngay là ở chỗ này sẽ là -4 này. -4. Đó. Thì sẽ ra ngay một cái chương trình khác, vẽ khác là vẽ là 4 x 4. Đấy, thấy không nào? Đặc biệt tôi tăng cái đây lên. Tăng cái này lên là 80 chẳng hạn. Tăng là gấp đôi nhé. 80 thì nó sẽ thành hình 80. Thì nó thành cái hình là đây, 4 x 4 được. Đấy, thấy không nào? Chúng ta vẫn là phần mềm chúng ta sửa một chút thôi là ra một cái hình này vẽ lưới một cách tổng quát hơn nhé. Đây là cái hành trình là vẽ lưới 4 x 4 đúng không? Bài số 4 là vẽ lưới 4 x 4. Đấy. Chứ này khó hiểu đúng không nào? Đấy, nhưng mà các bạn cũng quan sát đi. Đấy. Bây giờ tổng quát hơn một chút nhé. Bây giờ cái D này là 80 này. Thì cái vị trí này là cái gì đây? Đây là 4 này. Đấy, nhưng đây là 4 nhé. Tôi có thể tổng quát là vẽ một cái hình vuông. Vẽ cái lưới ô vuông là N nhân N được. Thực chất đây là N nhân N. Thì ở đây nó sẽ là N. Đây nó sẽ là N. Đây sẽ là N. Đây vẫn là 4 này. Đây vẫn là D nhé. Rồi bây giờ tôi mới tạo một cái biến là biến N. N tôi có thể tạo ra được. Đấy. Ví dụ tôi đặt N ở đây, tôi đặt N ở đây. Tôi đặt N là bằng N ở đây bằng 8 thì nó vẫn là 8 đúng không nào? Đấy. Thì tôi sửa như sau này. Tôi sửa chỗ này là N này. Đấy, tôi sửa chỗ này là N nhé, chỗ này là N này. Đấy. Chỗ này là N này. Đấy. Bên trong nó vẫn là 4 nhé. Đấy. Được chưa? Và chỗ này sẽ là -N. Chỗ này là -4, chỗ này là -N. Thì tôi làm như sau.
chỗ này tôi phải nhân thêm phép nhân nữa vào đây. Đây chỗ này là phải như này, phải nhân với nhân chia n sẽ là n nhân với chứ rồi d nhân với n và nhân với trừ một, trừ một à. Được chưa, tổng quát đấy. N n nhân n đấy. Ồ n ở đây đặt hướng này bằng di chuyển d. Nếu mà n bằng 8 thì d chỉ là 40 thôi. Đấy. Làm sao mà d nhân với n là phải nhỏ hơn 320 thì mới được. Đấy, thế mới được. Chứ bây giờ tôi sửa lại nhé. Tôi sửa lại n bằng 7 nó sẽ ra cái này. N bằng 7 nó sẽ ra cái này. Đấy, nó nhỏ hơn nữa. Như vậy là đây là cái bài tổng quát là vẽ cái ô vuông hay lưới ô vuông là n nhân n cạnh là d. Với điều kiện là gì? Với điều kiện là d nhân với n là phải nhỏ hơn 360. Đó, được chưa? Bên này chúng ta chú ý là cái vị trí bắt đầu chúng ta cần phải sửa lại một chút, không phải là âm 160 mà là tổng quát là cái số nó đối xứng ở đây này. Chúng ta làm cho tính toán một chút ra ngay cái này nhé. Ở đây sẽ là dn này. Chúng ta tính toán một chút nhé. Hình vuông này là n nhân n, n nhân n. Và chiều ngang của nó là n là n nhân với d. Đúng không nào? N nhân d. Vậy suy ra là gì? Vậy suy ra là gì? N nhân d, vậy suy ra là cái góc trái dưới của nó là phải như thế này. Góc trái dưới của nó phải là trừ n nhân d chia 2. Đấy. Và trừ n nhân d chia 2 thì nó mới đúng. Đấy. Nha. Trường hợp là trường hợp d bằng 8, d bằng 40, n bằng 8 thì n nhân d là 320 chia 2 là âm 160. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ âm 160 này, chỗ này phải là chỗ này này. Cái chỗ này là phải là trừ n nhân d chia 2 tổng quát nhá. Rồi tôi làm này. Chỗ này phải là phép tính này. Phải làm cái tính này thì mới đúng này. Chia 2 này. Đấy, phép nhân này. Đấy. Phải làm cái phép tính như sau này. Phải làm cái phép tính là n mà là trừ cơ, trừ tôi phải thêm một cái biến nữa đây, thêm một cái phép tính nữa đây nhé. Đây này. Đó. Ba phép nhân này. Đấy, phép chia này nhé. Phải là n này. Đấy. N nhân với d. N nhân với d này. Xong đó là trừ 1 này. Trừ 1 thành dấu âm này, xong chia 2. Đấy, biến lên mà thực sự là tổng quát luôn nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Và chúng ta nhân bản lên ra cái này. Đấy. Thì đây chính là cái trình tổng quát đấy. Tổng quát cho bạn xem nhé, tổng quát đây. Bây giờ là n và đây là bất kỳ, miễn là n nhân đây là phải nhỏ hơn là 360. Ví dụ tôi đặt là d là bằng 20 nhé. Và n bằng 8. Ra cái gì? Ra cái này đây. Chạy thử nhé. 20 và 8 thì ra cái đó đấy. N là 8 đúng không? Bây giờ tôi để n bằng 10 nhé. N bằng 10. Và cái thằng này nó sẽ là 30. Thì 30 nhân 10 vẫn là 300. Vẫn thoải mái. Chúng ta làm thử này. Luôn 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 là cái hình lưới nó căn vào giữa của cái màn hình. Đấy. Cái này là tổng quát nhé, thấy không? Đó. Đấy, thì đây là cái lưới n tổng quát đây, chúng ta lưu lại nhé. Bài này hơi khó một chút đấy, bài số 5 nhé, là vẽ lưới n nhân n tổng quát. Được chưa? Nhắc lại quan sát chỗ này một tí, nhắc lại chỗ này một tí nhé. Đây. D và N đây.
Đây là mô tả cái độ dài của cái cạnh của một hình vuông. N chính là cái lưới, là cái lưới. Điều kiện là D nhân N là phải nhỏ hơn 360 thì mới được. Còn bằng 360 lớn 360 thì không được, thì không vẽ được. Đấy. Nhé. Thì điểm bắt đầu là điểm là trừ trừ N nhân D chia 2, trừ N nhân D chia 2, đó là điểm góc 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 trái dưới đây. Đấy. Và cách làm là như này, hình như vậy. Đây là đây đoạn chương trình là vẽ cái lưới N nhân N ở đây. Và lưới ô vuông, lưới đó và cái ô vuông đó nó có chiều dài là D. Đấy. Đấy, chú ý nhé. Bây giờ tôi có thể sửa lại là gì? Là tôi cho D bằng N bằng 10 và D là bằng 36 thì vừa vặn luôn, 36 vừa vặn là 360 luôn. Thử cho xem nó ra nó vẽ như nào nhé. Đấy. Vẫn đẹp, vẫn vẽ rất là chuẩn, rất đẹp luôn nhé. Đấy. Còn nếu chúng ta mà để kích thước N nhân D mà quá 360 thì nó vẽ nó sẽ bị lệch đi, nó không đúng nữa. Hay không? Được rồi. Bây giờ tôi sẽ bây giờ vẽ hình vuông rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển sang vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn thì thực ra vẽ tròn là một cái chủ đề rất là khó của Scratch mà nó và nó có cái tính chặt chẽ toán học rất là cao. Cho nên là khi mà chúng ta vẽ cái hình liên quan đến hình tròn, chúng ta phải rất cẩn thận nha. Bây giờ tôi sẽ làm thử một vài bài toán đơn giản. Thì làm thế nào để vẽ hình tròn? Ở trong Scratch nó không có lệnh vẽ hình tròn. Thì làm thế nào để vẽ được hình tròn? Đó, bây giờ câu hỏi là như vậy nhé. Thì câu trả lời như sau. Câu trả lời như sau là chúng ta phải vẽ mẹo. Muốn vẽ hình tròn, chúng ta phải vẽ một cái hình ảnh, một cái đa giác đều. Đấy. Một cái đa giác đều và n cạnh. Đấy. Khi n nó rất lớn thì nó sẽ lại nó trông nó như là hình tròn ấy. Đấy, chúng ta làm chúng ta sửa chúng ta ấy nhá. Chúng ta new new một cái và chúng ta sẽ vẽ thử cái hình hình tròn. Thì đầu tiên chúng ta vẽ trước cái hình một đa giác đều đã nhá, đa giác đều. Sau đó chúng ta mới từ cái đa giác đều chúng ta mới tư duy sang cái hình tròn. Đây tôi làm cho bạn cái hình đa giác đều là như thế này thôi. Đây bây giờ tôi đây bây giờ tôi là vẽ nhanh cho chúng ta tiện nhé. Để vẽ đa giác đều thì chúng ta chỉ làm như sau. Ba giác đều mà tôi vẽ có thể tam giác đều, tứ giác đều hay gì đó nhé. Tôi vẽ hình này mà tam giác đều trước nhé. Tiện vẽ như nào cho tiện. Thôi vẽ đường thẳng trước đi. Đây. Để vẽ một cái đa giác đều thì tôi làm như sau này. Chúng ta sẽ đây tôi tạo ra một cái biến có tên là D mô tả cạnh 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 của đa giác đều nhé. Tạo ra một cái biến có tên là D. D là mô tả cạnh cạnh của đa giác đều đấy nhé. Rồi bây giờ tôi thử vẽ trước đây. Cách vẽ của tôi là như sau nhé. Đây bây giờ tôi tạo một cái hình chương trình đã nhé. Tôi làm một thao tác bình thường đã. Rồi bây giờ ở đây nhé, chỉ là nói không quan trọng, nó nằm ở đây nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi thử này, tôi đặt D bằng một cái biến, đặt D là một cái biến nào đó nhé. Đây, tôi vẽ cạnh D là một cái đoạn bằng 100 chẳng hạn. Được chưa? Rồi, thì muốn vẽ một cái đa giác đều thì chúng ta làm như sau. Đây, bây giờ tôi đặt cái biến thôi được, tôi làm vẽ chữ hình và bài hình đơn giản đấy nhé. Đây.
Đầu tiên thì vẽ tam giác đều trước này nhé. Thì là vẽ như nào? Chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ hạ bút, sẽ đặt bút này. Sau đó chúng ta sẽ cho vào một cái vòng điều khiển là gặp lại là 3 lần này. 3 lần. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta di chuyển về phía trước một đoạn bằng D. Một đoạn bằng D. Sau đó chúng ta xoay trái. Xoay trái một cái góc là bằng là 360 độ chia cho 3. Tức là bao nhiêu? Tức là 120 độ. Đây là 120 độ. Chính lệnh này chính là cái lệnh mà vẽ một cái tam giác đều cạnh là D nhé. Chúng ta chạy thử này. Đấy, chúng ta vẽ hình tam giác đều đây. Đó. Thì đi đi về phía trước là D bước này, xoay trái là 120 độ. Xoay trái này chính là bằng 360 độ chia số 3 này nhé. Đây bây giờ chúng ta là tổng quát này, chúng ta tạo một cái biến là biến n. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đặt cái biến n là bao nhiêu, đặt ở đây này. Đặt n ở đây là biến n là 3 chẳng hạn. Là 3, được chưa? Lặp ở đây lặp lại n lần, lặp lại n lần. Vào chỗ này, góc này này là chính là 360 chia cho n. Chúng ta kéo cái này ra nhé, đây. D sẽ là 360 và chia cho n. Chia cho n, được chưa? Đó, thì đây chính là cái đoạn là vẽ một cái đa giác đều, một tam giác đều. Đây, bây giờ chúng ta cho nó ẩn đã nhé. Chúng ta để ở đây mà chúng ta cho nó ẩn lên đây nhé. Được, tôi vẽ cho xem này. Đấy, mình chúng ta tăng n thành 4 này, thì nó sẽ vẽ là hình gì? Hình vuông, đúng không nào? Bây giờ chúng ta tăng đây là 5 này. Tăng này lên là 5 này, nó sẽ vẽ là gì? Nó sẽ vẽ là hình ngũ giác đều. Chúng ta tăng cái này lên là 6 này. 6 này thì nó sẽ làm một cái lục giác đều. Đấy, nhưng mà đây chính là cái hình là vẽ một cái mô hình tổng quát là vẽ gì? Là vẽ một cái đa giác đều. Chúng ta chú ý nhé, một cái đa giác đều. Đấy. Bạn chú ý nhé, bây tôi ghi lại để chúng ta lưu lại nhé. Đây là vẽ đa giác đều. 76. Vẽ đa giác đều nhé. Thì vẽ đều nó có nguyên tắc của nó rất là quan trọng nhé. Ở đây bạn thấy có hai cách. Một cách là chúng ta di chuyển về phía trước D bước so với xoay. Hoặc chúng ta có thể xoay trước cũng được nhé. Thì vẫn thế, vẫn đúng, không sai gì cả. Vẫn đúng như thường. Để ở đây là vẫn đúng này. Đấy. Chúng ta xoay trước rồi mới di chuyển, hoặc di chuyển trước cũng được, không quan trọng. Đấy, hai cái này là như nhau, nhưng mà nó khác nhau một chút đấy, thế là cho thấy nó khác nhau, được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ thử cái vòng tròn. Vòng tròn tức là gì? Tức là tôi cho cái n là cực lớn. Bây giờ tôi cho cái n là lên hẳn là 50 nhé, 50. Sau đó tôi giảm xuống còn 2 thôi chẳng hạn. Thì như vậy là đây là vẽ gì? Đây là vẽ hình đa giác đều 50 cạnh và mỗi cạnh là hai điểm trên màn hình. Chạy thử nhé. Ồ, nó bé quá, mình cho cái này cho lên là 5 đi. Này, cho vẽ thử nhé. Hiểu nào? Các bạn thấy là hình tròn chưa? Đấy. Như vậy hình tròn gì? Hình tròn chẳng qua chính là vẽ một hình đa giác đều với n đủ lớn và với d là đủ bé, thế nó thành hình tròn thôi. Đấy, thấy không nào? Đấy, hình tròn nhé. Chúng ta có thể để lại như này, cho nên chúng ta xoay trước và chúng ta di chuyển sau. Đây nhiên là con mèo ở đây nhé, đây này. Đấy, thấy không nào? Đó, đây chính là một cái hình tròn đây. Bây giờ tôi tăng lên là tăng n thành 100 nhé. Tăng n thành 100 và tôi giảm d thành xuống 2. Xong rồi vẽ được không nhé? Vẫn được nhé. Vẫn được, thấy không nào? Đấy, đây là vẽ là cạnh là 100 và mức tức là đa giác đều n cạnh là n đa giác đều n 100 cạnh và mỗi cạnh như vậy là 2. Là được rồi, là 2 điểm trên màn hình. Thì ta thấy thu được hình tròn như thế này.
Như vậy vẽ hình tròn chính là gì? Như vậy là suy ra gì? Ở trong Scratch thì hình tròn vẽ chính là một, vậy là một cái đa giác đều với số cạnh là lớn. Thực tế chúng ta chỉ vẽ n với n mà là bằng 30 trở lên là thành hình tròn rồi. Còn n bằng 30, 40, 50, 100 thì càng càng tốt. Càng dày hình tròn rất là rõ, rõ nét. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái hình tròn. Được chưa? Đây là chỉ vẽ, đây là chúng ta chỉ vẽ chung như vậy thôi. Biệt nhưng mà chúng ta muốn vẽ một cách cho thật chính xác thì làm như thế nào thì nó khó hơn nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ nhé. Đây thì bây giờ chúng ta, bây giờ tôi cho bạn xem hình này cho bạn thấy là nên là như thế nào như đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái màn hình này, các bạn có quan sát được không nhỉ? Đây này, đây là cái hình này chúng ta mô tả cái cách vẽ chính xác một cái hình tròn thì nó như thế nào, hơi khó đấy nhá. Đấy, ở đây chúng ta bắt đầu vẽ từ đỉnh A này, đỉnh A nhé. Bây giờ sự tôi đang hướng về về bên trên này, thì tôi phải xoay về, muốn vẽ hình hình tròn như này thì tôi sẽ phải mà xoay về hướng AB này, và tôi xoay một góc là đây, tôi không chú tính sau nhé. Sau từ B tôi lại xoay một góc alpha đây nhỉ, A xoay về đây nhé. Sau đó là tôi xoay bóc trái alpha xong đi về phía B, xong lại xoay trái alpha đi về phía này. Đó, đi như này, đi như này, đi như này. Đấy, thì đèn thì khi n nó đủ lớn ấy, thật ra thành hình tròn. Đó. Còn cái OA này chính là cái bán kính R của cái bán kính R của cái của vòng tròn. Đấy, thì khi vẽ hình tròn chúng ta phải tính được cái bán kính đó. Thì phần đây là phần khó hơn nhá. Đấy. Thì làm thế nào để vẽ được cái tính toán được cái tính toán được cái bán kính kia, để chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Nhìn trên mình này cho sẽ thấy này. Đây nhá. Đây nhá, bây giờ tôi vẽ đây cho các bạn xem nhá. Nó bài này là khó đấy, không dễ đấy nhá. Đây nhá. Tôi hôm nay tôi không vẽ được cái hình này, rất tiếc là tôi không vẽ được cái hiện nay cái mà phần cái bảng vẽ của tôi nó hơi bị hỏng. Nhưng mà tôi muốn rất muốn dạy cho các bạn cái hình này thật chính xác để chúng ta vẽ nhé. Đấy. Thì vấn đề bây giờ là làm sao mà chúng ta vẽ được một cái hình tròn chính xác. Vẽ được hình tròn chính xác. Làm sao để vẽ được? Đó là khó như thế này. Bây giờ tôi cứ bật lên chơi với các bạn xem cái màn hình này. Trước tiên là tôi không vẽ được. Đây nhé. Đây. Giả sử chúng ta muốn vẽ hình tròn như này đúng không nào? Để tôi vẽ, tôi vẽ hơi xấu nhé. Đây hình tròn như này nhé. Chúng ta đang hướng ở phía này nhé. Đây này, đây là hướng lên trên nhé. Vì làm thế nào để vẽ được cái hình tròn ở đây mà chúng ta biết trước, mà là chúng ta biết trước được cái bán kính thế này là R này. Đây là R nhé. R nhé. Đây là R này. Đây là tâm O của vòng tròn này. Đấy. Đây là điểm A này. Được chưa? Đây thì chúng ta cái hình này tôi cũng gọi quan sát nó dễ hơn nhiều nhất. Đây này, đó. Thì bây giờ làm thế nào để bấy được? Chúng ta sẽ phải tính được cái đoạn AB này và góc alpha nhé. Đây nhé. Đây thì chỗ này hơi khó nhé. Đấy. Thì đây là A này, đây là B này. Đấy. Đây là A nhé. Đây là B nhé. Đấy. Góc này là góc alpha này. Alpha này. Đấy. Góc này là góc này là alpha chia 2 này. Góc này là alpha chia 2 này. Đấy. Thế làm sao để tính được cái đoạn AB này nhé? Cái này là R, này là O này. Đấy, còn cái bán kính cái OA này là R nhé. Đấy. AB này là D này. AB này là D nhé. Đấy. Thì làm thế nào để tính được? Đấy, thì cái này các bạn thấy chỗ này là chỗ này hơi khó nhé. Thì tôi làm như sau cho các bạn xem nhé. Chỗ này thì đúng là khó. Thì làm như sau nhé. Đây. Ừ.
Chỗ này đúng là tôi cứ viết lên lên màn hình này nhé. Rồi chúng ta sẽ công thức của chúng ta là như sau này. Đây nhé, tôi viết tôi làm gần đúng thôi nhé. Là như này này. N chúng ta làm cái số mà tôi, N là cái số mà tôi muốn là cái N tôi là cái số cố định cho trước. Tôi N cho trước này. R cho trước này. Đấy. Được chưa? N thường là một số nó khá lớn. Khá lớn. N thường đặt làm một số ví dụ như là 100, 120 hay là 130 hay là 300 đi. Đấy. Rồi, thì khi đó tôi sẽ tính được cái alpha, tính được d nhé. Tính được d là chính đây. Đấy, thì d là làm như sau này, d của tôi có tính như sau nhé. Tôi có viết công thức ra để cho bạn xem nhé. D này. Cái d này là như sau này, d này nó sẽ bằng này, thì ở đây đây các bạn có thể ghi chép lại nhé. D này nó xấp xỉ nó bằng như sau này. D nó sẽ bằng là 2π nhân với r và chia cho n. Đấy. Cho em nào. Được chưa? Còn alpha là cái gì? Alpha là góc vào như sau, alpha là chính là bằng là 360 360 độ nhá. Chia cho n. Đấy, làm gì? Thì đây chính là cái công thức để chúng ta có thể tổng quát, chúng ta sẽ vẽ được cái hình tròn bất kỳ bắt đầu từ vị trí A. Mà theo hướng là hướng như này, việc vị trí A và hướng bắt đầu là cái hướng này nhé. Chúng ví dụ vị trí bắt đầu là A là hướng này nhé, thì vòng tròn nó vẽ được nó sẽ là như thế này. Đấy, nó tròn nó đấy, bạn thấy không nào? Tôi vẽ không chính xác vì tôi dùng này, tôi đang dùng con chuột để vẽ nên mà không chính xác, nên cái bút vẽ nó bị hỏng mất rồi đấy. Thì với cái hình này, với cái bài tập này, chúng ta có thể vẽ được tổng quát, vẽ hình tròn tổng quát cái vòng với cái R làm là khá nhỏ, và dùng cái này chúng ta có thể làm rất rất nhiều việc khác, vẽ vẽ bông hoa này, vẽ cái bông hoa có cánh này, vẽ bằng cành cây với nhiều cái vòng hình tròn khác nhau, rất nhiều bài tập khác nhau, và dùng dùng cái dùng cái bài tập này. Rồi bây giờ tôi sẽ cùng viết ra lời giải cho các bạn xem nhé, và chúng ta sẽ dựa trên công thức này chúng ta làm đấy. Bây giờ làm như sau này, bây giờ tôi quay lại cái hình này và chúng ta sẽ cùng nhau đây đúng không nào? Rồi bây giờ như sau, bây giờ tôi sẽ mới một cái rồi nhé, vẫn là con mèo này đi nhé, mà nó đứng đây với hướng là hướng và hướng hướng này chẳng hạn nhé. Hướng này tôi sẽ vẽ hình tròn như này này, đấy, hình tròn như này này. Đấy, chúng ta cùng nhau suy luận một chút nhé. Chúng ta sẽ ra này. Rồi. Này các bạn làm theo tôi nhé, rồi tôi các bạn làm theo tôi và sẽ chúng ta sẽ chứng minh sau, chúng ta cứ làm đã nhé. Đây là cái hình trình là vẽ một hình tròn tổng quát bán kính R cho trước nhé. N là số tôi cũng xác định trước. Vì có thể vì tôi lấy ví dụ như N bằng 180 chẳng hạn, thì alpha nó sẽ là 2 thôi. Đấy. N bằng 180 này, đấy. N có thể là bằng bằng 180 nhé. R cho một R là một đoạn một số trước là bất kỳ nhé. Vị trí A là vị trí mà là vị trí A là vị trí ban đầu của cái điểm mà tôi bắt đầu vẽ. Hướng là bất kỳ nhé. Đấy. Hướng là hướng 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 bất kỳ. Thì làm như sau nhé, đây này. Các bạn cái hình này các bạn có thể theo hoặc các bạn có thể dùng hình này để chúng ta quan sát cái này. A này nhé. Đấy. Đầu tiên nhé, đầu tiên là A hướng trên này, chúng ta phải xoay sang phải 90 độ. Xong xoay sang phải nữa một đoạn bằng bằng A bằng góc bằng alpha chia 2. Alpha chia 2 nó chính là quay xuống như này. Sau chúng ta sẽ lặp N lần. N lần là như sau, chúng ta xoay sang trái 20 độ và đi phía trước là D, lặp như thế là N lần là xong, là vậy xong cái hình. Xong rồi chúng ta sẽ phải quật trở lại, chúng ta sẽ phải trả lại vị trí bắt đầu là gì, là xoay phải là núi lỗi là xoay trái đúng không? Đúng đấy, là đúng rồi, chúng ta sẽ phải xoay phải là alpha chia 2
và xoay trái là 90 độ thì mới ra. Rồi chúng ta làm thử nhé. Chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Làm cách tôi muốn cho các bạn làm ngay một cái trình tổng quát để chúng ta thấy rõ này. Đây. Tôi đặt ban đầu nhé. R đây, tôi đặt biến luôn là R. R. Xong tiếp theo là N này nhé, N nhé. Rồi, xong tiếp theo đặt cái biến là D. Biến là D. Được chưa? Xong một cái biến là biến alpha. Đấy vào lại góc nhá. Rồi, thì bây giờ tôi làm như sau này. Đây. Các cái biến này là biến dùng quan trọng để mà tạo ra cái hình tròn đấy. Sau này tôi sẽ làm thật thì tôi sẽ đặt cứng cho nó là alpha bao nhiêu, d bao nhiêu, n bao nhiêu, r bao nhiêu thôi, nhưng mà trước mắt tôi cứ làm đặt ra để chúng ta có cái tổng quát nhìn nhé. Rồi tôi làm thử như sau này, đây. Chúng ta đặt nhé. Ví dụ tôi đặt như sau này. Tôi sẽ đặt là r, tôi muốn làm cái hình tròn có cái bán kính là 50 chẳng hạn, 50. Được chưa? Rồi. Sau đó tôi đặt là bước thứ hai, tôi đặt là cái n. N của chúng ta là ví dụ như là 180 là cái số vòng là vẽ đúng là tức là vẽ hình tròn chúng ta là vẽ một cái đa giác đều có cái đa giác đều có cái độ số cạnh là 150. Được chưa? Tiếp theo chúng ta tính D. Tính D và tính alpha. Alpha thì bằng 360 chia cho N, chúng ta biết rồi, công thức của chúng ta lúc nãy nhé. Alpha sẽ bằng là 360 chia cho N. Đây, bằng 360. 360 360 và chia cho N để nó ra chính xác cái góc quay của chúng ta. Đấy. Tiếp theo là D. Đây này, D công thức của chúng ta là như thế này nhé. D bằng là 2πr chia cho N. Mẹ cần cái pi nữa thì được tôi làm nhá. Vậy là D sẽ bằng như sau này. D đây nhá. D nó bằng là 2pi. Tôi làm phép nhân nhá. Đây. D nó bằng là 2pi. 2pi này nhân với R này. 2pi nhân với R này và chia cho N. Vậy là thêm một lần nữa đây. Nhầm lẫn. 2πr chia cho n là cái này chứ. Đấy. Đấy. Đây này. N này. Đây là 2 này. Chỗ này là pi này. Chỗ này là r này. Đấy, chúng ta sẽ phải cho cái r này vào này. Đấy. Còn pi ở đây chính là pi là 3.14 thôi. 3. Là 1. 3.14 thêm giữa là 59 đi. Đấy. Thì đây cái số này chính là không là chính là D. Đấy. Đấy. Tính sắp xỉ như vậy nhá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu này. Đây là đoạn bắt đầu tính mà chúng ta bắt đầu vẽ này. Chúng ta dùng cái lệnh là như sau, đầu tiên chúng ta xóa tất cả này. Chúng ta nhấc bút này. Nhấc bút nhá. Nhấc bút. Mèo đang ở đây nhé, tôi để nguyên mèo vị trí mèo và hướng tôi cũng vẫn để ở đây nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu vẽ này nhé. Đấy, bắt đầu vẽ như sau này, tôi lặp mà tôi bắt đầu vẽ này, qua quan sát đây nhé. Đầu tiên tôi xoay trái 90 độ, xoay phải 90 độ. Đấy, chỗ này này, vì sao lại phải 90 độ? Vì đang ở đây nhé, đang coi chúng ta phải xoay phải 90 độ, xong xoay phải nữa là alpha chia 2 nữa cơ. Đây. Nó cần rất chặt chẽ nhé. Chỗ này này, xoay phải 90 độ, sau đó là xoay phải lần nữa là alpha chia 2. Đấy, chúng ta alpha là ở đây rồi này. Đấy. Chỗ này là alpha chia 2. Xoay phải. Alpha chia 2. Rồi. Sau đó chúng ta bắt đầu lặp. Chúng ta bắt đầu lặp. Lặp lại N lần. Đây, lặp lại N lần nhé. N lần. Và một lần như vậy chúng ta làm sao? Chúng ta xoay trái. Xoay trái góc alpha. Đây. Xoay trái góc là alpha.
và di chuyển về phía trước là D. Đây. Phía trước là D. Đây chính là cái đoạn chương trình đó nhé. Đây. Thì cái chỗ này này, chỗ này là trong cái này là vừa vẽ vòng tròn rồi, xong chúng ta sẽ trả lại chỗ này là xoay phải alpha chia 2 và xoay phải 90 độ, chúng ta phải trả lại cho nó về đúng chỗ cũ thì nó sẽ đúng 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 hướng cũ nhé. Xoay phải ở trên này là xoay trái, ở đây là xoay phải đúng không, thì bây giờ là xoay trái là alpha chia 2 để trả lại này, và xoay trái 90 độ để trả lại. Đấy. Được chưa? Thì vì muốn vẽ được chúng ta sẽ phải có cái lệnh là làm có cái lệnh là hạ bút. Đặt bút ở chỗ này này. Đặt bút ở chỗ này này. Đấy, hay chỗ này cũng được. Thật ra chỗ này nhấp bút rồi thì không cần bút chỗ này nhé. Đấy. Thử nhé. Đấy. Mèo có thể hướng bất kỳ được. Ví dụ như tôi để cho mèo hướng về đặt lại hướng cho nó nhé. Ví dụ đây này. Tôi đặt cho mèo là hướng của nó là về đây. Đây. Tôi đặt hướng nó là hướng như này nhé. Đấy. Thế thử này. Thấy không nào? Cái con cái này nó sẽ nó hướng về phía bên này. Đấy. Nhưng mà đây chính là cái lệnh mà vẽ vòng tròn tổng quát, được chưa? Lệnh này tôi sẽ đơn giản thêm một vài tham số, tôi sẽ trở về vẽ cái hình tròn nhỏ nhỏ đơn giản nhé. Bài này tôi sẽ ghi lại là cái bài là vẽ hình tròn tổng quát. Các bạn nhớ lại nhận cho này nhé. Đây chính là toàn bộ cái lệnh vẽ này, lệnh này này. Đấy. Đăng lại này. Xoay bên phải 90 độ. Xong xoay tiếp bên phải alpha chia 2. Để làm sao? Để chúng ta xoay được về đúng cái vị trí này này. Đấy. Sau chúng ta lặp n lần, xoay trái alpha và di chuyển d bước. Chỗ này chính là đoạn vẽ hình tròn. Vẽ xong thì trả lại vị trí ban đầu. Xoay trái alpha chia 2 và xoay trái 90 độ. Đấy. Được chưa? Thì đây là cái lệnh là vẽ hình tròn tổng quát đây. Bài này là vẽ hình tròn tổng quát nhé. Tổng quát. Thế bài này tôi sẽ đơn giản đi này, tôi sẽ đơn giản đi như sau này. Thì không cần thiết là phải như này nhé. Như sau nhé, tôi sẽ làm như này để cho nó gọi là R tôi để cho nó nhỏ hoại đây, R tôi để bất kỳ này, cũng như thế đây nhé. N cố định là 150 hay là N là 160 đi. N tôi cố định là 160 đi nhé. 160 thì suy ra là gì? Suy ra là alpha sẽ là 2. Alpha là 2, được không nào? Đây thì tôi làm luôn nhé. Thì tôi làm như sau này. Thì ở đây này, quay góc này là tôi là alpha 2 sẽ là 1. Sẽ đây sẽ chỉ là 1 thôi. Đấy, cho nên nhanh nhé. 1 thôi. Đấy. Chỗ này sẽ bỏ đi, chỗ này chỉ là 1 thôi. Chính xác chưa? Rồi. Alpha là 2, tôi bỏ cái này đi và để đây là số 2. Đấy. D là cái này đây. D là D chia N. Được chưa? N là 160. Chỗ này vậy suy ra cái này là gì? Suy ra là 3 nhân với R chia cho 80, đúng không? Đây là 2 mà. Tôi bỏ cái này đi và đây thành là 80. 80 cho nó tròn. 80. Và chỗ này là bỏ cái này đi, không cần nữa. Ôi đâu rồi. Còn lại cái này thôi. Đấy, 80. Đấy, được chưa? Cái này N của chúng ta là chuyện N là không cần nữa. Đấy. Và chuyện này chúng ta sẽ lại bỏ cái N này đi, đây sẽ là 160 thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta có một phương án là nó đơn giản hơn. Đơn giản hơn rất là nhiều lần so với cái kia nhé. Đấy. Thậm chí tôi có thể bỏ cái D này đi, tôi đưa cả cái này xuống thế này. Bỏ cái D này đi này. Đấy. Để lại mỗi R thôi. Được chưa? Đấy. Chạy thử nhá. Đây. Đấy. Thấy không nào? Và bây giờ thì là tôi đây tôi bỏ đi, tôi bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ để lại mỗi R.
Vậy là vụ án khác, thành rất nhỏ đúng không nào? Đấy, chạy thử này. Hướng là hướng là hướng là hướng là đây. Được chưa? Vì thế R tôi cho R tôi cho còn 30 thôi thì nó thành thành như thế này. Nó nhỏ lại. Được chưa? Đấy, thì các bạn nhớ nhé. Như vậy là chúng đây là bài này là cái vẽ vẽ hình tròn nhỏ đơn giản, tôi chia vẽ hình tròn nhỏ, vẽ hình tròn nhỏ. Nhỏ. Đấy. Chỉ còn có mỗi là ấy thôi, nhưng còn có mỗi là R thôi. Ở chỗ này có thể gộp gộp nữa này. Ở đây là xoay phải 90, xoay phải là 1, tôi có thể để xoay phải là 91. Ở đây xoay trái 91 nhé. Đấy. Tôi bỏ cái này đi. Thôi được, để cũng được. Thật ra chỗ này với bộ độ nó rất bé nhưng mà là không quan trọng, chỗ này có thể là để 90 cũng được. Không sao cả. Tôi có thể bỏ cái này đi, để 90 cũng không sao, cái nó một độ nó không ảnh hưởng gì cả. Vậy rất là nhỏ lại, còn một cái này này. Đấy, biển còn lại bé tí này thôi nhá. Vẫn đúng nhá. Một độ nó về nó rất nhỏ, tôi không nó không nhìn gì rồi. Được chưa? Đó. Ồ, nó vẫn không vẫn phải để một độ đấy nhá. Ở đây vẫn phải là 91 chứ 90 là không ăn đâu. Đấy. 91 nhá. Thử nào. Chúng ta thử đây. Nó hay là khí kia đây. À, nó vẫn hở như này nhỉ. Sao nó vẫn hở nhỉ? Nó bị sai chỗ nào nhỉ? Xoay 2 độ. À. Nhầm đấy, chỗ này nó phải là một trong phải là n của chúng ta là phải là 180 cơ thì nó mới đủ lầm. Đây nhầm là 180 nhé. 180 thì suy ra chỗ này là và trên 2 ra chỗ này phải là 90. Đấy. Hiểu vậy nhá. 180 nhân 2 thì mới là 360 mà đủ như vậy. Chúng ta thử bây giờ đúng cái này. Đó. Như vậy đây là cái đoạn chương trình vẽ lại, rồi chia lại đây mới đoạn chương trình mới là chính thức nhá. Đoạn chương trình chính thức là vẽ vòng tròn nhỏ, vẽ hình vuông và vẽ vòng tròn nhỏ nhá. Vẽ vòng tròn nhỏ. Vẽ vòng tròn nhỏ. Chính xác. Ở chỗ này có thể là 90 hay 91 cũng được. 90 vẫn đúng nhé. 90 vẫn đúng. Vậy là 90, 91 chế độ nó là 1. Nào, chạy thử thế nào. Vẫn đúng. Đó, bên đây là bài này là bài bài lúc nãy nhé. Chúng ta đơn giản hơn các tham số. Đơn giản hơn các tham số và chúng ta vẽ được cái hình tròn chính xác. Với cái vị trí ban đầu là bất kỳ. Bất kỳ. Nhưng mà này chúng ta đã vẽ cái hướng bắt đầu là bất kỳ nhé. Của con mèo đây này. Và vị trí vẽ là vị trí này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái hình một cái bông hoa. Vậy như này, chúng ta cùng nhau vẽ hình này nhé. Đây. Xuất phát từ vị trí này. Chúng ta vẽ đây này. Chúng ta sẽ vẽ ra như này và chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ vẽ như này này, vẽ vòng tròn như này này, đấy. Đấy. Chúng ta sẽ vẽ thử với hình như này nhé. Hình này trong cái hình này là hình có rất nhiều trong tất cả các sách tham khảo về Scratch. Đó. Chúng ta xuất phát từ từ cái điểm khốc này, chúng ta chia thành n phần, vẽ một đoạn bằng d ở đây nhé. Và chúng ta sẽ xoay vẽ tròn như vừa rồi tôi nói đấy. Đấy, dùng lệnh vừa rồi chúng ta làm nhé. Rồi tôi làm thử bài này này. Với cái số đỉnh này tôi gọi là n nhé, kiểu n lại lần nữa nhé. Đây, bài này tôi làm như sau, bài này tôi sửa như sau nhé. Này, bây giờ như sau, bây giờ của tôi là d của tôi là cái đoạn không phải là cho anh nữa mà là, d sẽ là cái số đỉnh, số góc ban đầu này, à, cái chiều dài ban đầu của cái cành hoa này. Alpha là alpha hoàn toàn là không cần nữa, tôi xóa đi này. Alpha tôi không cần nữa, tôi xóa đi này. Bí của tôi không cần nữa này. R là bán kính hình tròn tôi vẫn để nguyên, n bằng 30 đây. RN là cái số n là cái số gì, là cái số các cành hoa nhé.
Ta làm thử nhé. Đây. Bây giờ ta đặt D bằng là 100 là số cạnh, cái độ dài cạnh hoa này. Ban đầu này. Ta để ở đây nhé. Đó. Bỏ cái này đi. Và N. N tôi đặt là 4 chẳng hạn, hay 5 chẳng hạn, 5. Được chưa? Rồi, thì bắt đầu như sau nhé. Đây. Đây này. Bây các bạn cùng chúng tôi làm nhé. Đây này, đầu tiên tôi đây ở chỗ này tôi xóa tất cả và tôi nhấc bút nhé. Đấy. Sau đó tôi vẽ cái cành hoa trước. Vẽ cành hoa. À, sau đó tôi vẽ cành hoa và để vẽ cành hoa là vẽ cái đèn này. Cành hoa, còn cái bông hoa tôi vẽ sau. Và cái hình tròn tôi vẽ sau. Hình tròn thì tôi chỉ việc copy cái này vào thôi. Copy cái này này. Cái đây chỉ là hình tròn đây nhé. À, nhưng mà tôi để nguyên tôi làm sau này. Rồi. Bây giờ làm như sau này. À, cách làm như sau nhé. Đây tôi cách làm chúng ta là như sau này. À, vẽ cành hoa này. Vẽ N cành hoa. Dùng cái lệnh là điều khiển đây. Hoặc đầu tiên tôi phải go to đến 0,0 đã. Tôi cành hoa tôi để điểm 0 và 0 nhé. 0 này. 0 này. Rồi. Sau đó tôi làm như sau này, tôi sẽ hạ bút và bắt đầu vẽ. Đặt bút và bắt đầu vẽ. Được chưa? Tôi sẽ lặp là N lần. Lặp là N lần. N lần. Đây. Lặp là N lần. Lặp là N lần. Được chưa? Rồi. Nhá. Làm như sau này. À, tôi muốn vẽ được cái hình này này, vẽ được cái hình này này, tôi phải đi về phía trước là D, sau lùi lại, sau xoay. Đấy, thì tôi làm thử các bạn xem nhé. Đây này. Đây. Tôi move về phía trước là một đoạn bằng D. Nhé. Về phía trước một đoạn bằng D. Đấy. Sau tôi phải đi lùi lại. Hay là về hay là tôi lại di chuyển về không được, tôi di chuyển là âm D, tức là D nhân với 0. Đây. D nhân với -1. -1 nhân với D lại là quay về góc tọa độ nhé. Đấy. Sau đó là xoay trái. Xoay trái vào đoạn bao nhiêu? Xoay trái đâu rồi? Tôi xoay trái một góc là bằng là gì? Là bằng 360 chia cho N. Đấy. Xoay trái bằng góc bằng là 360 chia cho N. Đấy. N lên này. 360. 360. Đấy. Bây giờ tôi sẽ ẩn cái con mèo đấy nhé. Để cho chúng ta vẽ được cái hình cho chính xác nhé. Đây. Tôi ẩn đi. Và thử đây. Chúng ta đây vẽ cành hoa trước đây này. Đấy. Đây là vẽ 5 cành hoa này nhé. Cành hoa độ dài là D là 100. Đúng không nào? Đó. Bây giờ tôi sẽ vẽ, tôi sẽ lồng cái chuyện là vẽ cái này vào đây này nhé. Thì khi đến khi mà vẽ cái cành đây này, vẽ lại nhé. Khi di chuyển D bước là chỉ là đi ở đây này. Chúng ta sẽ đưa cái cành hoa này vào và chúng ta sẽ cái bông hoa này vào và chúng ta sẽ vẽ hình tròn ở đây. Đấy, các bạn có thể đưa cả cái này này vào giữa hai cái này nhé, vào chỗ này này. Đấy. Lồng nó vào đây. Đó. Thì bảo đảm nó sẽ chính xác nhé. Đấy, chúng ta chơi thử xem nào. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình như thế này. Đấy. Hơi chậm một tí thôi nhưng mà nó vẽ chính xác đấy. Đấy. Thì đây là cái bài toán là vẽ hình bông hoa tổng quát. Là đầu bông hoa là N cành hoa. Độ dài là D. Và mỗi một cái bông hoa của nó là hình tròn. Có bán kính là R. Thấy không nào? Bài này ta có thể tổng quát N, có thể là bất kỳ N, có thể là 2, 3, 4, 5, tùy chúng ta, 5, 6, 7 gì đó, được chưa? Đó. Đây, bài này tôi ghi ra là cái bài là vẽ cành hoa tổng quát. Được chưa? Đấy. Thì cái bài này các bạn vào nhà các bạn xem kỹ nhá, xem kỹ cái bài này về là cùng với bài trước nữa. Chúng ta vẽ tổng quát đấy. Được chưa? Bài này hơi khó một chút nhé, nhưng các bạn về nhà xem kỹ phần này và để chúng ta thấy là chúng ta sẽ sau này khi học lên cao nữa, chúng ta sẽ tổng quát cái này, chúng ta sẽ đưa nó vào thành những cái hàm hay những cái gì đó và nó thuận tiện cho sau này chúng ta sẽ vẽ được nhiều thứ hơn nữa. Hôm nay chỉ là một cái bài
Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Bài hôm nay là cái bài mà chỉ mô tả cái lệnh vẽ rất là đơn giản thôi, không chúng tôi không không đi sâu vào cái kỹ năng vẽ sâu hơn nữa. Dừng lại là vẽ hai thứ, là vẽ chúng ta học được ba thứ. Một là vẽ lệnh stem này, lệnh vẽ là vẽ in luôn hình nhân vật trên màn hình luôn, dùng lệnh stem. Thứ hai là một số lệnh vẽ lấy ô vuông, hình vuông. Và thứ ba là cái lệnh vẽ hình tròn tổng quát rất quan trọng, vì nó cái hình lệnh đó rất quan trọng luôn. Biết trước là bằng kính R. Đấy, và chúng ta có thể điều khiển cái hình tròn đó to nhỏ bằng kính R và chính xác luôn, và lồng nó vào vẽ trong một cái hình, một cái bông hoa như này. Đấy. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì hết, vì không còn thời gian nữa nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn nhé.